Vâng, bên em lại đến lắp đặt cho anh Tuấn ở Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội với một bộ cấu hình karaoke cũng rất là chuyên nghiệp. Vâng, hai bộ con đang ngồi thưởng thức gồm những đôi loa cây JBL G4000 dòng loa Bass 30 của JBL, dòng loa sở hữu 7 loa trên một thùng, rất là nhiều đường tiếng, nghe rất là chi tiết và sạch sẽ. Và bên em đang phối ghép với một con đẩy liền vang DAC X7. Với cấu hình này chỉ có 16 triệu đồng thôi, mà bên em tặng cho các bộ anh Tuấn một cái mic không dây trị giá 1.800.000 đồng và một bộ đèn LED để chơi Tết rất là đẹp và bắt mắt. Vâng, với bộ cấu hình như thế này chúng ta cũng có thể hát karaoke rất ngọt ngào các bác nhé. Vâng, em chuẩn bị bàn giao cho anh Tuấn bộ cấu hình chuyên nghiệp đấy ạ. Vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn đã tin tưởng và ủng hộ.